Bây giờ anh Dũng với chị Thanh nè, quét là cũng cái sân chùa gần như là cũng muốn sạch rồi. Khi mình làm được cái việc như vậy mình cảm thấy nó có sự vui vẻ nó hơn. Vui. Xe luôn. Đó, đây. Đây anh Khao giờ lấy nguyên cái xe với cái đồ xúc rác ra luôn nè. Giờ anh Dũng đi. Anh Dũng lấy cái chổi quét vô đi anh Dũng. Anh quét đi. Này đứa hốt, đứa quét, đứa để cái sọt rác vô. Đây. Đây. Hồi nãy cái nguyên cái bãi đất ở đây nè toàn là đất lá cây không à, nhưng mà bây giờ là anh Dũng đã gom gọn với chị Thanh là gom gọn rồi, bây giờ là xúc bỏ lên đây để mọi người cùng chung tay dọn một cái ngôi chùa thì nó trở nên nó sạch sẽ, nó sáng bóng lên thì nó sẽ tăng thêm cái sự mà trang nghiêm của cái ngôi chùa của bác anh chị ạ. Đây là thật sự là có mọi những cái hình ảnh rất là đẹp luôn. Nhằm khi Phong thấy rất là nhiều người giống như giàu sang phú quý hay là mặt mày sáng sủa thì cũng không có bằng được cái giờ chồng khờ của bác chị ạ. Tuy là người ta không có bằng một người khác nhưng mà có cái tấm lòng, nhưng mà có cái tâm thật sự là rất là trân trọng, rất là đáng quý luôn. Này. Rồi bây giờ đẩy là gốc nào đi, rồi khi nào các sư đem đi đổ thì ấy luôn. Chứ mình để ở đây là cũng cản đường á. Để bên kia đi con. Để phước ở chỗ nào anh Dũng? Để bên kia đi rồi. Để bên kia đi rồi đi về. Ồ anh Dũng đẩy ngộ quá. Đây là những cái hình ảnh rất là dễ thương luôn. Của anh Dũng. Là một cái người chồng của chị Thanh đó. Của anh bác, của bác chị ạ. Lúc nào cũng biết chị Phật. Lúc nào cũng rất là lạ. Lúc nào rồi. Thích đi chùa. Rồi để đó đi con. Tại giờ mình bỏ đây đổ ở đâu. Để đó đi. Thôi giờ mình đi anh Kha ơi. Phong Nguyễn xin kính chào toàn thể quý cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì bữa nay thì Phong cũng đang xuống nhà của vợ chồng Khờ ở dưới chân cầu ở thị trấn Mỹ An của bác anh chị ạ. Chào chị Thanh nha, nhớ em không? Nhớ em không? Thấy em bận đồ đẹp không? Quá đẹp luôn. Trời đi chùa đó. Em nhận không da luôn á. Đi chùa đó. Hôm bữa em bận thấy bận cái áo gì nó không có được đẹp lắm. Áo đỏ, quá. Đỏ. Trời ơi. Trời ơi. Anh Dũng bận áo vô nhìn giống pháp sư quá. Trời ơi ông nội ơi. Chạy ơi, sắp hết nhàn lên rồi. Đứng lại. Trời ơi cha nội ơi, anh Dũng. Anh Dũng. Quần dài ướt hết trơn rồi. Thôi không được, mặc vậy kỳ quá. Anh Dũng ơi. Anh Dũng trong chùa bao không có gạo hay gì mà cái chân anh dính gạo không vậy? Nè cái chân ở đây nè. Nè cái chân dính gạo không nội ơi. Trời ơi trong chùa sao không có gạo hay gì đem gạo theo nữa. Chùa mà nó mặc cái đồ đó mà nó mặc quần thọ. Ủa cái này là ai bán vậy anh Kha? Dạ tưởng đâu bữa nay anh Thanh với ủa chị Thanh với anh Dũng bán xài chứ. Cho tụi em đi chùa chung nha. Dạ. Bữa nay tụi em ăn cơm luôn. Bữa nay sẵn tụi em chạy ngang rồi ghé thăm anh chị giờ Dũng tổng ăn cơm luôn. Giờ cũng có ít tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho chị uống sữa. Mẹ, cho bé uống sữa. Đây. Ông nội cha ơi trời ơi. Thấy anh Dũng bận đồ lả lồi luôn của bác anh chị ơi. Không thay ông đứng chỗ anh. Hôm nay thấy nhà cửa anh Dũng bữa nay khang trang thêm nhiều rồi nè. Mới mua cái truyền hình nó không biết chỉnh kìa. Mua truyền hình mà không biết chỉnh hả anh? Không biết chỉnh. Cái đó của anh Kha Bình. Chú Kha cho. Dạ. Hôm nay mẹ anh không có qua hả? Không, bây giờ sao ốc kia. Dạ. Đây cô bác anh chị xem nè. Thì hôm bây giờ thì Phong mời cô bác anh chị á. Thì cùng đi theo với anh Dũng với chị Thanh đi vô chùa. Cái ngôi chùa cũng gần ở đây à. Tại vì Phong cũng mới xuống mà bây giờ anh chị là cũng đi qua chùa sớm rồi. Mám lên xe, xa kìa, chúng ta chở chồng luôn. Chị chữ YouTube đi á mẹ. À, chú đi. Qua cái. Chúc. Sao chị? Chị băng áo này vô thấy thoải mái không? Thoải mái. Rồi ok. Cái áo này đẹp quá. Thấy chị Thanh ngơ ngác làm như ủa cũng không biết. Vui không? Hình như thấy bữa hôm qua là đi massage mặt đồ hớt tóc đồ trang điểm đồ nữa phải không chị? Bán đồ cô ơi. Hôm nay hai vợ chồng mặc đồ cặp luôn ha. Đâu hai chồng lại chụp luôn mình coi. Chị Thanh có pháp danh chưa? Pháp danh rồi. Pháp danh chị tên gì? Hai chồng đứng chung nè, chị qua đây nè.
đừng kế anh nè. Đó, đẹp quá đó, rồi. Vô chùa chụp cái hộp. Đúng rồi. Trời. Nó đứng rồi chụp cái hộp. Mua xài chưa? Hai chồng mua xài chưa? Còn 200 ngàn đó, mua xài đó, mua nhiêu còn dư em đưa lại nè. Mua xài đem về chùa cúng hả? Lúc nào cũng vậy. Mua xài mua nghe. Ôi ơi. Vừa vừa cái áo, vừa áo chục đi, 20 đi. Bây giờ là còn 200 ngàn là anh lấy tiền nhà anh xích ra phải không? Vậy đây đưa 200 ngàn nè. À, đây thì của ba anh chị bây giờ là anh Dũng với chị Thanh là chuẩn bị mua ít trái cây để vô cúng trong chùa. Để thắp cái nén hương để tỏ cái tấm lòng của anh chị ấy, của bác chị à. Đây là cái số tiền 200 ngàn còn dư của cô Thí Út nha. Em trao lại cho anh đó. Rồi anh có cảm ơn cô Thí không? Cảm ơn cô Thí nhiều. Giờ anh lựa trái cây đi. Rồi lựa trái cây đi anh. Đi chùa lúc nào là tự mua xoài, chứ không phải là đi chùa mà đi vô trỏng là không có cúng. Rồi anh lựa đó anh. Bởi vì rất là tốt, ngon luôn á. Không không. Tươi Phong nghe đầu thì chị Thanh với anh Dũng là cũng vô chùa cũng có pháp danh rồi của bác anh chị ạ. Thì bữa nay trời cũng khá là trong xanh, cũng khá là mát mẻ luôn của bác anh chị. Nửa đi Thanh. Nửa đi. Mua mấy ký Thanh? Mua hết 20 ngàn này thôi à. 3 ký mới đủ. Anh lại anh Vịnh cho. Ừ đó, anh Dũng mình lựa đó mau. Anh Dũng cũng chuyên nghiệp quá nè. Rồi đủ chưa cô? Rồi. Đem vô chùa cúng rồi có đem về không? Không. Để cổng luôn. Đúng rồi, đi chùa cúng đâu đem về. Đó thì được sự tài trợ của Mạnh Thường Quân thì đem chùa cúng rồi con lại. Chứ mình cứ gồng con lại luôn. Đi chùa phải lại hai chồng lại luôn rồi đang đưa mấy ông thầy để lên chùa cúng rồi là xe. Con lại mới được. Đi chùa thôi đi, trong nắng lắm đừng đi xe đạp, đi xe chú đi, chú chở ba luôn. Ba luôn đây vô chùa cũng sao đâu. Sao đâu đây vô chùa cái đường vắng đâu có sợ giao thông. Rồi chào lên. Bây giờ thì cô bác anh chị cùng đi theo Phong Nguyễn với mấy anh em là chuẩn bị đi chùa. Cái ngôi chùa là Phong được biết là cái ngôi chùa cũng gần ở đây á cô bác chị ạ. Bữa nay thì có mấy kênh YouTube là cũng có xuống để trước nhất là có anh Kha ở dưới đây thì với mấy anh em YouTube là xuống để đưa vợ chồng anh Dũng với chị Thanh vô chùa không bán gì ạ. Đây thì cô bác anh chị nãy là Phong Nguyễn cùng với mấy anh em thì đi với anh Dũng với chị Thanh thì cũng mới vừa tới cái ngôi chùa. Ở đây là chùa Thiền Kim
đây cô bác anh chị xem ở đây là cái ngôi chùa Thiền Kim. Thì bây giờ thì Phong Nguyễn cùng với mấy anh em sẽ đi thẳng vô bên trong. Ngôi chùa ở đây thật sự nó cũng khá là lớn luôn cô bác anh chị ạ. Đây. Giờ Phong sẽ bỏ chiếc xe nằm bên đây rồi sẽ đi vào bên trong. Ui. Rồi, mệt đi hết vậy? À, đây thì cô bác ở đây thì cái ngôi chùa này là ngôi chùa Thiền Kim, là cũng ngôi chùa cũng khá là lớn ở ngay chỗ mà thị trấn Mỹ An Đồng Tháp đó cô bác chị ạ. Mấy cô ra kiếm hai người hai chồng mình đó. Đi tới đây mà mấy sư cô sư thầy là phải kiếm đó nè. Đi xuống nhà tím buồn á. Trời ơi, xuống nhà kiếm luôn. Anh Dũng ơi. Kéo cái áo luôn, kéo áo lên. Hay thì anh Dũng với chị Thanh là cũng Phật tử trong chùa. Chùa cũng yêu quý. Rồi đi tới mà gầm cầu để kiếm anh chị luôn. Bữa nay mua đồ cúng. Xuống kiếm buồn á. Sư cô tới kiếm luôn. Sư cô xuống kiếm trò đồ á. Sư cô trong chùa nè. Kiếm làm gì chị kiếm Thanh? Kiếm đi chùa nè chị. À, xuống tới chỗ cái nhà mình chỉ cầu á ha. À. Sư cô xuống kiếm con luôn á. Kiếm con mới chịu á. Hồi nãy giờ nói chung thì anh em chạy một cái quãng đường cũng khá là dài nên bây giờ cũng khá là mệt. Đang nghỉ tí. Các sư thầy, sư cô cũng đang chờ đợi ở bên trong á. Thì cô bác anh chị cùng đợi Phong Nguyễn cùng với mấy anh em nha. Hai vợ chồng ngồi chung chiếc xe vậy có chặt không? Chặt. Chặt sao vẫn cười? Chú lọt rồi. Chú xíu lọt rồi. Thấy còn cười tí té mà. Chú xíu nó té rồi. Xíu té rồi. Chặt nhưng mà ấm áp, hạnh phúc. Rồi hai mình đi vô đi chú ơi. Hai mình đi vô nha. Vô mấy chú Phật đi. Thôi mình cùng đi nha. Rồi. Thôi thì Phong Nguyễn mời cô bác anh chị cùng với mấy anh em đi thẳng vào bên trong. Sẵn dâng những cái tấm lòng thành ăn của những anh em. Thôi cũng đi ăn. Cũng đi ạ. Con vô chỗ kêu thầy ạ. Không có, con cúng ăn, cúng xong ạ. Kêu thầy chắc xài lên. Sao cô nay con không chắc lên? Cúng đi ạ. Trời ơi, nó biết rồi. Trời cái chân nó cái gì. Dễ thương lắm. Hay, nếu ai mà đi qua khu vực mà xã Mỹ An, thị trấn Mỹ An, Đồng Tháp mà không có ghé chân cầu mà thăm vợ chồng khờ ở đây thì là một cái điều rất là đáng tiếc luôn. Thì các cô cũng đang dùng cái bữa cơm trưa của bác anh chị ạ. Rồi chúc các cô ăn ngon miệng luôn nha. Gặp bữa ăn cơm luôn. Dạ dạ dạ. Dạ lên lại Phật đi rồi cúng cơm. Cúng cơm đi. Cúng cúng xong rồi ăn. Bữa nay không quỳ quỳ không có được. Đúng rồi. Không gọng gọng này quỳ được. Rồi đi đi lên hai chồng lên. Đi đi Dũng đi đi lên hai chồng lên cúng đi xuống xuống ăn cơm. Em bật cái cây theo. Đó mà chiếc cây á. Đi. Cúng quần cầm cái áo phần đi. Em cầm áo chị hả? Sợ phết hả? Rồi thôi. Cô bác anh chị xem nè, bây giờ chị Thanh kêu Phong cầm cái tà áo á. Sợ nó vớt. Nắm áo này luôn hả? Dạ. Nắm được nó làm gì? Nắm áo vậy hả? Dạ. Ôi trời. Chết ca tuột rồi. Ê bỏ chị. Ơi, đừng có nắm, đừng có gị, gị nó chút ra đó. Chút ra đúng không? Dạ, đúng rồi. Không rồi. Bên kia. Trời. Đi lâu đó hả trời? Lâu à, đi vô chùa cổng rồi mới xuống đây. Ơi. Có người đi sao kìa. Đi lên đây nào ông ơi, rồi xuống đó. Ôi trời. Đi chùa gì cày cột quá. Đi theo đây là đâu đó trời. Đi đây không đi, đi đó gì vậy? Mệt không chị Thanh? Thanh ơi, mệt không? Không. Đi đi, phải đi theo nè, chồng chứ. Đi 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 đi, đi con. Gì vậy?
Rồi hồi nhớ nhớ hỏi cô nha. Bỏ dép ra gì hay khỏi bỏ? Bỏ dép có trời. Có xinh xăm luôn không chị? Ê. Tí có xinh xăm không? Có. Xin lỗi hả? Xin lỗi hôm bữa được rồi. Một luôn câu luôn. Xin bà coi đuối à. Không mệt à. Gì đó? Gì đó? Thì lâu lâu dòm em lâu lâu rồi. Ê, nước, nước. Chị nhỏ rồi con. Vô chùa trang nghiêm cũng cười giỡn. Hôm bữa mình sắp trái cây ở đâu? Đây, ngoài đây, đây. Đó, ngoài đó. Ai lấy giùm cái dẻ hay chị? Mấy cô nè, lấy giùm con cái dẻ thôi. Đó dẻ trên bàn thờ, đó trên cái bàn đó chị. Ôi! Gắn tới hai cục luôn. Trời trời, bận cái áo dài dữ vậy. Rồi, chắc xài lên đi. Nè Thanh. Thì hai chồng chuẩn bị cắt trái cây ra đây cúng nha. Hai chồng ăn cơm rồi về luôn. Rất là quen đi. Bữa nay vô chùa lại cúng gì Thanh? Dạ con cúng cho con mạnh khỏe được coi. Ừ. Cúng cho con mình hơn mạnh khỏe không? Dạ cho chồng. Ôi, con mạnh khỏe được coi. Con của con có gái như bữa không? Gái rồi không có gái nữa. À vậy. Gái cho mặn có tiền hay? Gái cho mặn cho có tiền được coi. Là một lần đi chùa là giấy cái khác. Ừ. Bữa giấy cho con mình. Rồi giờ giấy cái khác. Giấy cho con ha. Giấy cho khác đừng mặn có tiền đừng làm đám. À có tiền làm đám cưới ha. Dạ. Ủa nãy mua mấy ký nhiều dữ vậy? 30 ký. Hai. Cái này hơn 20 ký. Rồi đó, hơn 20 cục rồi đó chị ơi. 30 ký rồi. 30 rồi đó. Bó nhăn bự. Bó nhăn nhỏ thôi đi. Con đem lên chút Phật đi Thanh. Để ra ngoài nè. Ê, ê, ê. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Không có nói chuyện nữa tí. Chết. Cài hết chỗ cúng rồi chú cài. Hết chỗ rồi. Còn đó. Giờ đó. Con kéo qua cái gì. Quay chén cơm ra. Để đẩy vô đây, nó vô đây. Đến nay hai chồng đi chật phầu chùa đó nha. Dỡ cao lên. Hai chồng đi chùa đó. Ừ. Rồi, lấy nhang ra nước. Nhang nè. Lấy đi. Quá. Trời, 12 giờ mấy rồi trời. 12 giờ mới cúng. Lấy mấy cây? Có 2 cây hả Thanh? 2 cây à. Này gầy gầm đi chùa đó nha Phật. Con ở trong chùa Phật tử á. Ngồi gì là Phật. Giái con không biết giái gì luôn. Cười giái sao lại cái sao nó có tiền để làm gì đó. Thì nãy giờ nói gì đó có tiền để cho hai vợ chồng kiếm nhau. Giái con không biết giái gì luôn. Con giái cho con kiếm tiền hai chồng làm đám cưới nha. Ủa ngoài nó cúng gì ta? Ngoài nó cúng gì vậy? Ở đây hả? Chà cái này cúng cho tăng hay vậy? Trời,
chị Thanh biết cúng cho tăng luôn hả? Dạ, cúng cho tăng đó. Hay quá. Này chắc ăn cơm trong đây luôn quá. Ừ. Sáng giờ chị ăn uống gì chưa? Chưa nữa. Ừ, thôi chúng mình ăn ăn trong cơm chùa luôn nha. Dũng đâu rồi? Anh Dũng còn cúng cho ổng thắp hương nữa. Thôi bây giờ chồng dành dụm tiền được bao nhiêu rồi? Đủ tiền cưới chưa? Đủ rồi. Bao nhiêu là đủ? Bao 450 rồi. 450 tỷ hả? Dạ. Ôi trời ơi, gì dữ hả? Rồi vậy hay chồng dành dành được 450 tỷ rồi hả? Dạ. Rồi giờ cúng đâu? Cúng đâu? Ngoài đó kìa. Hai chị chồng muốn hấp hôn. Xin xong rồi nha, khỏi xin nữa. Không xin nữa đâu. Nói Phật ơi, đi. Hai chồng mình đi, hai chồng mình xuống ăn cơm đi rồi rồi trời cúng ta tăng luôn. Cúng gì? Cúng sa tăng hả? Dạ. Cúng sa tăng là cúng gì? Cúng sám hối nè. À vậy đó. Dạ. Ừ. Hai chồng ở đi cúng sám hối nè. Cúng sám hối. Dạ. Sám hối ha. Dạ. Vậy làm hồi hai vợ chồng gì sao hay sao? Dạ. Là chú về trước phải không? Dạ. Gửi bọc đó cho chú Kha đem về đi anh. Thôi mình về một lượt luôn. Ăn cơm đi, em còn chết luôn, cơm đi, cơm đi. Em còn cúng nữa. Em còn ở coi cúng nữa. Cúng sa tăng nữa. Cúng sa tăng. Hả? Tăng bắt giới hả? Dạ. Trời ơi, gì ngộ vậy? Còn cúng ấy nữa. Cúng sa tăng hả? Cúng sám hối nữa. Cúng sám hối. Cúng sám hối nữa. Muốn về giờ nào về, gửi cái bọc đó cho chú Kha đem về đi anh. Rồi về luôn rửa luôn, con quét xong rồi về. Con cơm còn cơm nữa. Con cơm xong quét cái sân nè. Còn ở trong đây. Ai mặc áo tràng thì ở trong đây. À, áo vàng ở trong đây. Ừ. Chú ở đây được không? Hả? Chú ở đây được không? Được. Chú ai bằng áo tràng thì ở trong đây. Chú ổng bằng áo tràng thì ở trong đây. Chú Dũng mà. Bây giờ là đi ăn cơm hả chị? Cơm. Ăn cơm mà còn cúng ở trong đây nữa. À, ăn cơm mà chúng cúng gì nữa? Cúng tâm tai. Cúng tâm tai hả? Đem xài ra ngoài đi anh. Hết rồi. Hết rồi thì đem ra ngoài máng vô, rồi xách vô xách ra hoài bệt đó. Hay vậy chồng cưng dễ sợ luôn á. Mấy cô này đâu hết trơn rồi. Chưa hết đâu. Hả? Chưa hết đâu. Cô đang chuẩn bị làm đồ chay cô hả? Con chào cô. Chào em. Chào cô. Này đang làm chuẩn bị làm củ kiệu hay sao cô? Củ kiệu làm dưa chua. À dưa chua. Dưa chuối á, sắc chuối, củ kiệu dưa giá là dưa chua đó. Chị biết làm không chị Thanh? Không biết. Thử vô làm đi. Sao vậy không biết. Mấy cô này đi đâu hết rồi? Kìa đắng kìa. Hả? Mẹ xin ra ngoài kia. Mấy cô đi đâu hết trơn rồi? Ở đắng mà mẵng thì hay là chồng tìm ai? Hay là chồng tìm ai? Tìm cô. Cô nào? Cô nãy mới ra kiếm con. À cô mới kiếm con hả? Dạ. Làm đáp hả? Dạ. Kia đang coi thầy đang làm đáp. Thầy bây giờ... Làm gì? Đám cho hai kết hôn cho hai chồng nè. Cưới? Trời ghê. Cưới kết hôn với ai? Cho... Con hả? Con với thằng chồng con. Bây giờ kết hôn hả? Dạ. Ôi trời ơi, cái lẹ vậy đám cưới gì? Một phút 30 giây vậy? làm mẹ lẹ đang cho người ta đi. Ờ, nghe nói có con rồi đám cưới gì nữa? Không có, con làm đang cho vô Kha đang quầy. Là sao? Y như mình kết hôn với lại chồng con nè. Rồi sao nữa? Thì muốn làm cho cái chỗ tích đặng cho người ta quay. À là muốn tại vì ngày chúc trước đúng không? Đám cưới là không có không bà lập chưa cưới chưa? Chưa.
À, chưa cưới. Bây giờ cưới. Bây giờ là đám cưới để cho người ta quay phim đúng không? Dạ. Muốn được như vậy đúng không? Dạ. Ôi giời. À, lúc trước chưa có điều kiện làm đám cưới thì bữa nay có bên anh Kha là giúp đỡ. Dạ. Thì cũng có rồi làm đám cưới kiếm nhà thầy, nhà, đúng không? Phải làm kiếm thầy. Ừ. Rồi kiếm sư cô. Đặt bàn này nọ chưa mà rồi cưới cho mai đặt cưới. Đặt rồi. Bàn ở đâu? Đặt ba mấy bàn đúng không? Nói 100 bàn mà. 100 bàn á. 100 bàn luôn. Ừ. Ôi trời đám cưới cô. Đám cưới có không được 50 bàn chưa mà đám cưới đây 100 bàn luôn. Có 5 bàn à. Ủa đám cưới lớn thế. 100 bàn đó. Có mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng luôn. 100 bàn đó. Có mời ca sĩ nào không? Có, mời rồi. 100 bàn đó. Chị mời ca sĩ nào chị nhớ không? Ca sĩ trên kia kìa. Ca sĩ tên gì nhớ không? Đàm Vĩnh Hưng á. Ồ Đàm Vĩnh Hưng hả? Dạ. Ồ. Trời ơi, thương ghê luôn á. Rồi lâu rồi, hôm nay nè. Hôm nay tụi em lâu quá rồi mới xuống thăm anh chị, có nhớ em không? Có biết em không? Biết. Em tên gì chị biết không? Quân. Trời em tên Phong. Phong hả? Phong Nguyễn. Phong Nguyễn tỉnh đồ tình luôn. Trời ơi, buồn 5 phút. Thôi bây giờ nói nghe hai vợ chồng nói nghe nè. Nói gì, nói đi. Hai chồng đẹp đôi quá. À, cô bác nè, xem nè, mặc dù là thiếu thốn tiền bạc rất là nhiều, nhưng mà bên cạnh đó thì đôi vợ chồng ở đây á, thì anh Dũng với chị Thanh lúc nào là cũng trao cái tình cảm nha, cho nhau, là lúc nào cũng trọn vẹn hết. Làm gì vậy? Hút tình hôn vợ hả? Hôn cái nhìn chơi mệt quá. Hôn cái gây, hôn vợ cái đi ra ngoài uống nước thôi, thôi 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 thôi. Cái này trong chùa. Cái này trong chùa. Trong chùa mình không có làm được mấy chuyện đó. Ông hà lội ông hỏng. À đây thì cô bác anh chị nãy là vô cúng kiến nhưng mà cũng gặp các sư thầy sư cô xong rồi. Bây giờ thì anh Dũng á, với chị Thanh mà cũng thấy cái sân chùa cũng khá là dơ. Nên bây giờ quét cho nó gọn lại cô bác anh chị à. Quét gom lại có đóng á chị Thanh, gom lại có đóng rồi chút mình hốt luôn. Đây là một cái việc làm cũng rất là ý nghĩa của anh Thanh với chị, của anh Dũng với chị Thanh luôn, cô bác anh chị à. Hey, nhìn cái hình ảnh đặc biệt rất là dễ thương luôn. Nè, mặc dù là bây giờ cũng trời cũng khá là nắng nhưng mà cũng có những Phật tử mà đi tới đây rồi để viếng trong ngôi chùa này của bác chị ạ. Lỗi gì đâu ta ơi. Rồi lấy cái đồ hút rác cái hút vô con. Ở đây có mấy cây nè, có cây bồ đề với mấy cây gì đó, rất là nhiều cây, cây xanh, cây bự không à. Nên nó rụng lá rất là nhiều. Ở đây nhiều khi các sư cô thì chưa có kịp mà đi qua quét á. Nãy là chị Thanh là cũng thấy dơ á thì lấy tay là lụm, nhưng mà anh Kha là đã kiếm được một cái cây chổi, anh Kha đã đưa cho chị Thanh là quét luôn với anh Dũng này nè. Yên tâm chưa ăn cơm để cố gắng mà làm công đức bằng cái việc mà quét sân chùa để giúp đỡ cho các sư thầy ở đây. Thật sự rất cảm động với tấm gương của hai vợ chồng thờ nghe quý sư trưởng. Có bụng không? Trời bộ chị Thanh quét sạch hơn anh Dũng luôn đó. Thường xuyên vô quét mà. Thường xuyên vô quét hả? Ừ, hay giỏi lắm, quét giỏi lắm. Vợ ha. Vợ quét giỏi lắm. Vợ quét giỏi. Vợ quét giỏi. Vợ thường đi chùa dữ lắm. Đừng nghĩ sợ. Hồi nãy có đồ cái xúc giác không anh Kha? Có đồ xúc giác không? Chút xúc bỏ vô cái kia luôn. Để gió nó bay lại. Dạ. Thế mà vô chùa mình không có phụ giúp với mà không có cúng dường được, tại mình không có tiền á, thì mình làm công quả như vậy nó cũng tốt lắm. Bây giờ anh Dũng với chị Thanh nè, quét là cũng cái sân chùa gần như là cũng muốn sạch rồi. Khi mình làm được cái việc như vậy á, mình cảm thấy nó có sự vui vẻ nó hơn. Vui xe luôn. Đó, đây. Đây anh Khao giờ lấy nguyên cái xe với cái đồ xúc rác ra luôn nè. Giờ anh Dũng đi. Anh Dũng lấy cái chổi quét vô đi anh Dũng. Anh quét đi. Hai đứa hốt, đứa quét, đứa để cái sọt rác vô. Đây. Hồi nãy cái nguyên cái bãi đất ở đây nè toàn là đất lá cây không à, nhưng mà bây giờ là anh Dũng đã gom gọn với chị Thanh rồi, gom gọn rồi, bây giờ là xúc bỏ lên đây
mọi người cùng chung tay dọn một cái ngôi chùa thì nó trở nên nó sạch sẽ, nó sáng bóng lên, thì nó sẽ tăng thêm cái sự mà trang nghiêm của cái ngôi chùa của bác anh chị ạ. Đây, đây là thật sự là có mọi những cái hình ảnh rất là đẹp luôn. Nhằm khi Phong thấy rất là nhiều người giống như giàu sang phú quý hay là mặt mày sáng sủa thì cũng không có bằng được cái giờ chồng khờ của bác chị ạ. Tuy là người ta không có bằng một người khác nhưng mà có cái tấm lòng, nhưng mà có cái tâm thật sự là rất là trân trọng, rất là đáng quý luôn. Này. Rồi bây giờ đẩy lên gốc nào đi, rồi khi nào các sư đem đi đổ thì mình ấy luôn. Chứ mình để ở đây là cũng cản đường á. Để bên kia đi con. Để phước ở chỗ nào á anh Dũng? Để bên kia đi, rồi để bên kia đi rồi đi về. Ồ anh Dũng để ngộ quá. Đây là những cái hình ảnh rất là dễ thương luôn của anh Dũng, là một cái người chồng của chị Thanh đó, của anh ba, của bác chị ạ. Lúc nào cũng biết được Phật. Lúc nào cũng có chuyện rất là lạ. Lúc nào cũng thích đi chùa. Rồi để đó đi con. Tại giờ mình bỏ đi đổ ở đâu. Để đó đi. Thôi giờ mình đi anh Kha ơi. Sân xong là mình về phải không? Uống nước rồi về. Bữa nay hai vợ chồng đi vô đây quét lá ở trước cổng chùa, thấy cảm thấy vui không? Vui. Sao mà vui? Làm công quả vui. Vui. Vậy đó ha. Dạ. Con thấy cảm giác nó thoải mái ha. Dạ. Đầu óc mình nó thanh thản ha. Dạ. Vì mình giúp được một cái việc rất là ý nghĩa trong chùa. Dạ. Dũng vui dữ không? Vui. Vui dữ ha. Rồi bây giờ là mình về phải không? Đi ra ngoài quán uống nước rồi về. Dạ. Vậy con chào mọi người đi. Chào mọi người. Dạ. Chào mọi người, con cảm ơn mọi người đã vô mến vợ chồng con. Nói. Đã yêu mến vợ chồng con. Trong những ngày qua. Con cảm ơn tất cả. Rồi bye bye đi. Rồi bye bye. Rồi.